Như vậy là trận đấu muộn nhất ngày Chủ nhật của vòng 37 ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 giữa Manchester City gặp Chelsea đã khép lại với thắng lợi nhẹ nhàng dành cho đội chủ nhà. Ngay từ phút thứ 12 của trận thư hùng trên sân Etihad, tiền đạo Julian Alvarez đã mở tỷ số cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo của Cole Palmer. Và đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó đóng góp thêm niềm vui vào bầu không khí lễ hội trên khắp các khán đài của sân Etihad sau khi Manchester City đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa giải năm nay sớm trước một vòng đấu. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Frank Lampard cùng với The Blues tiếp tục chìm sâu vào nỗi thất vọng. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu giữa Man City gặp Chelsea. Thứ nhất, Manchester City dạo chơi với đội hình phụ. Việc Arsenal sẩy chân trước Nottingham Forest đã giúp cho đoàn quân của Pep Guardiola chính thức đăng quang ngay trước khi trận đấu của họ với Chelsea diễn ra. Chính vì thế, mặc dù đã thực hiện với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, với sự xuất hiện của những tài năng trẻ như Cole Palmer hay Rico Lewis, cùng với những người ít khi được ra sân như Calvin Phillips, Sergio Gomez hay thủ thành Stefan Otega, Manchester City vẫn thi đấu cực kỳ ung dung và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 12 do công của Julian Alvarez. Chiến thắng một cách tương đối nhàn nhã trước Chelsea ngày càng khẳng định thêm rằng Pep Guardiola đang có trong tay một đội hình cực kỳ chất lượng và có chiều sâu khi mà khoảng cách giữa dàn dự bị và chính thức của Man City là không nhiều. Và với một đội hình gồm nhiều cầu thủ ít được ra sân, cũng đủ để The Citizens kết liễu một đội bóng đã nằm trong nhóm Big Six nhiều năm qua như là Chelsea. Thứ hai, tính kế thừa được đảm bảo. Cole Palmer 21 tuổi, Rico Lewis 18 tuổi, Phil Foden 22 tuổi, Julian Alvarez 23 tuổi, Sergio Gomez 22 tuổi là những cầu thủ góp mặt trong đội hình ra sân của Manchester City ở trận thắng trước Chelsea vào đêm Chủ nhật vừa qua. Đó là còn chưa kể robot người Na Uy Erling Haaland cũng mới chỉ 22 tuổi nhưng đã là một cỗ máy săn bàn cực kỳ đáng sợ với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh, 36 bàn tính đến thời điểm hiện tại. Có thể nói rằng Manchester City nói chung và Pep Guardiola nói riêng đang làm rất tốt công việc duy trì tính kế thừa trong đội hình của đội chủ sân Etihad. Và với độ tuổi còn rất trẻ như vậy thì những cầu thủ mà chúng tôi vừa kể trên, khả năng Manchester City sẽ tiếp tục thống trị ngoại hạng Anh và bóng đá châu Âu trong những năm tới sẽ là rất cao. Thứ ba, mùa giải thất bại toàn tập của Chelsea. Hơn 600 triệu euro đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng để mang về hàng loạt những ngôi sao. Thế nhưng đổi lại, không có bất kỳ một bản hợp đồng mới nào của Chelsea gây được ấn tượng. Các học trò của huấn luyện viên Frank Lampard trình diễn một thứ bóng đá vô hồn và hoàn toàn thiếu sự gắn kết. Thậm chí các cầu thủ bên phía The Blues còn không cho thấy được sự khát khao của mình trước các nhà đương kim vô địch Manchester City. Có lẽ tâm trí của họ đã hoàn toàn hướng về mùa giải sang năm. Rót tiền quá nhiều như vậy mà không để đổi lấy bất cứ thành tựu nào đáng mừng, chắc chắn chủ tịch Todd Boehly của The Blues không thể hài lòng khi mà đội chủ sân Stamford Bridge đã phơi bày điểm yếu ở cả ba tuyến. Phòng ngự thì lúng túng và bị động, tuyến tiền vệ thì chỉ có một mình Enzo Fernandez là tạm chấp nhận được, còn hàng công thì mạnh ai người đấy đá. Rõ ràng tân huấn luyện viên của Chelsea ở mùa giải tới sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu muốn thành tích của câu lạc bộ được cải thiện hơn ở mùa giải 2023-2024 tới đây. Thứ tư, Manchester City đang gần với cú ăn ba hơn bao giờ hết. Khi mà tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Michael Oliver vang lên, các cổ động viên của Manchester City đã tràn xuống sân Etihad để ăn mừng và ống kính máy quay đã liên tục tập trung vào một biểu ngữ có dòng chữ: một chiếc cúp đã giành được, còn hai chiếc nữa. Sau khi đã thống trị ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải liên tiếp vừa qua, xa hơn là 5 trong 6 mùa giải gần nhất, điều mà người hâm mộ Manchester City mong muốn nhất lúc này là đội bóng con cưng của họ có thể giành nốt hai danh hiệu FA Cup và Champions League để tái lập chiến tích cú ăn ba vĩ đại của gã hàng xóm ồn ào Manchester United ở mùa giải 1998-1999. Bản thân Pep Guardiola cũng đã có những chia sẻ về điều này khi được các phóng viên đặt câu hỏi sau trận thắng 4-0 trước Real Madrid tại bán kết lượt về Champions League 2022-2023. Chúng tôi đã ở rất gần với việc giành được cú ăn ba. Hãy để tôi và các học trò giành được hai chiếc cúp đầu tiên đã. Tất nhiên ở thời điểm này, các học trò của tôi có thể bắt đầu nghĩ tới việc giành được chiến tích ấy. Nhưng chúng tôi phải thật bình tĩnh khi đối thủ ở hai trận chung kết sắp tới là Manchester United ở FA Cup và một đội bóng Italia Inter Milan ở Champions League. Sự khen ngợi lớn nhất đối với tôi và các học trò trong mùa giải năm nay đó là niềm vui của người hâm mộ mỗi khi chứng kiến đội bóng thi đấu. Còn bây giờ chúng tôi chỉ biết tập trung cố gắng thôi. Bản thân hậu vệ Kyle Walker cũng đã có những chia sẻ cụ thể về tham vọng giành cú ăn ba của Man City ở mùa giải năm nay sau khi cùng đội nhà nâng cúp vô địch ngoại hạng Anh trước hàng vạn khán giả ở Etihad. Sẽ là rất tuyệt vời nếu giành được cú ăn ba, nhưng vẫn còn những trận đấu ở phía trước khi chúng tôi có thể nghĩ tới việc xác lập những chiến tích vĩ đại đó với câu lạc bộ này và với những cầu thủ mà tôi đã gắn bó trong suốt 6 năm qua. Để mà nói rằng, việc trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất giải ngoại hạng Anh, chúng tôi phải hiện thực hóa được những tham vọng của mình.
Thứ năm, Chelsea phải sắm thêm tiền đạo mục tiêu. Chủ tịch Topoli đã bạo chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông của mùa giải năm nay, nhưng ông vẫn chấp nhận nuôi báo cô Pierre-Emerick Aubameyang. Khi mà tiền đạo người Gabon biến mất khỏi đội hình của Chelsea, thì The Blues chỉ còn biết trông chờ vào một mình Kai Havertz ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, và cho dù đây không phải là vị trí sở trường của cầu thủ người Đức. Chính vì thế, việc đầu tiên mà Chelsea cần phải làm sau khi mùa giải đáng quên năm nay khép lại, đó là đưa về sân Stamford Bridge một tiền đạo đẳng cấp có khả năng đảm bảo đầu ra bàn thắng ổn định. Romelu Lukaku hiện đang được cho mượn ở Inter Milan và cũng phần nào thể hiện được phong độ tốt trong những trận đấu gần đây của đội bóng nước Ý. Nhưng chắc chắn cầu thủ người Bỉ sẽ không còn trốn dung thân ở Stamford Bridge khi mùa giải năm sau khởi tranh. Victor Osimhen, Dusan Vlahovic hay thậm chí là Harry Kane đang là những cái tên mà Chelsea nhắm tới cho một vị trí cao nhất trên hàng tấn công. Tiền đối với Topoli là không thành vấn đề. Vấn đề chỉ là tân huấn luyện viên của Chelsea mùa tới sẽ chốt cái tên nào mà thôi. Như vậy là các bạn đã cùng với K+ Sport điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận đấu giữa Man City gặp Chelsea. Các bạn có quan điểm thế nào về mùa giải năm nay của Chelsea cũng như Man City? Hãy để lại bình luận và cùng trao đổi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.